Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, trích từ ba bộ văn sao Tam Biên, Chánh Biên và Tụng Biên, cùng kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1. Lá thư số 17, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lâm, thư thứ 3, trích từ quyển Chánh Biên, quyển 1. Phải biết Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu không hiểu, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng không thể hiểu nổi. Bởi pháp này thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại mới hồng đạt tới, phàm phu nếu không dùng tính nguyện để cảm Phật, dẫu có tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, cùng với hạnh trì danh thù thắng vẫn chẳng thể vãng sanh. Do vậy tính nguyện là khẩn yếu nhất. Ngài Ngẫu Ích nói được vãng sanh hay không toàn là do có tính nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời phán định đanh thép, dẫu ngàn Đức Phật xuất thế cũng không thay đổi được. Tin cho tới nơi, đảm bảo ông sẽ có phần nơi Tây Phương. A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, còn gọi là Thập Lục Quán Kinh. Ba kinh này gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, thêm vào Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Số 2, lá thư số 19, thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu, trích từ quyển Chánh Biên, quyển 1. Pháp môn niệm Phật này, kinh điển Đại Thừa trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật thấy đều tán dương, trong kinh Tiểu Thừa tuyệt chẳng nhắc đến. Có kẻ không thông giáo lý chê pháp này là Tiểu Thừa, thật là vô tri tà thuyết, chớ nên nghe theo. Số 3, lá thư số 36, thư gửi sư Ngọc Trụ, trích từ quyển Chánh Biên, quyển 1. Trộm nghe Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời, tùy cơ lập giáo, nói đủ mọi pháp, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật mà thôi. Nhưng chúng sanh vốn sẵn có tri kiến Phật, do mê muội từ vô thỉ sâu hay cạn khác nhau, nên người mê cạn thì tu một pháp bèn được ngộ nhập. Nếu như mê sâu mà không nhờ vào sức hoằng thệ nguyện của Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, quyết khó được chứng đắc. Huống hồ pháp này là chỗ quy túc của các pháp, là chỗ cùng cực của tu chứng. Lúc Như Lai mới thành chánh giác, nói kinh Hoa Nghiêm có đủ vô lượng pháp môn, thâu tóm căn tánh nhất thừa. Nhưng thiện tài sau khi chứng ngộ bằng với chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy pháp mười đại nguyện vương, dẫn về Cực Lạc và khuyên hải hội đại chúng cùng cầu vãng sanh. Do vậy các kinh đại thừa đều cùng tán dương, nhưng ba kinh tịnh độ chuyên thuyết minh điều này cặn kẽ nhất. Có kẻ bảo tịnh độ là quyền tiệm tiểu thừa, chẳng chịu tu tập, lại còn ngăn trở người khác tu, toàn là do chưa thể nghiên cứu kinh luận đại thừa, chỉ chấp vào ý chỉ, trực chỉ, chưa thấy vần trăng nơi tự tánh. Cứ xem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm thì biết. Huống chi Ca Diếp A Nan, Mã Minh Long Thọ, Trí Giả Vĩnh Minh vân vân, các đại tổ sư đều chú giải kinh, tạo luận cực lực tán dương. Đó không phải là sáu phương chư Phật hóa thân, là người kế thừa đích thực của giáo chủ hai cõi ư? Vì thế nói là ngàn kinh muôn luận, chúng chốn chỉ quy, vạn thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Huống hồ trong đời mạt này, căn tánh con người hèn tệ, tri thức hiếm hoi, bỏ pháp này sao yên cho được. Số 4, tịnh độ quyết nghi luận,
trích từ quyển Chánh Biên quyển 2. Thuốc không quý tiện, thuốc trị lành bệnh là thuốc hay, pháp không hơn kém, pháp khế hợp căn cơ là pháp diệu. Thuở xưa căn tánh con người thù thắng, tri thức như rừng, tùy ý tu một pháp đều có thể chứng đạo. Người đời nay căn tánh kém cỏi, tri thức hiếm hoi, nếu bỏ tịnh độ thì chẳng nhờ vào đâu để được giải thoát. Do vậy các pháp môn khác chẳng thể độ trọn ba căn, thọ trọn bản hoài của Phật. Chỉ có một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chuyên cậy vào hoằng thệ nguyện lực của Phật Di Đà, chẳng cần biết đến thiện căn thành thục hay chẳng thành thục, ác nghiệp nặng hay nhẹ. Cứ hãy chịu sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật thì lúc lâm chung sẽ quyết định được Phật Di Đà rủ lòng từ tiếp dẫn, vãng sanh tịnh độ. Người thiện căn thuần thục sẽ nhanh chóng viên thành Phật quả, dẫu là kẻ ác nghiệp nặng nề cũng được dự vào dòng thánh. Đấy chính là đạo cốt yếu để độ sanh của tam thế chư Phật, là pháp màu nhiệm để thượng thánh lẫn hạ phàm cùng tu. Do vậy các kinh đại thừa đều tuyên bày pháp trọng yếu này, lịch đại tổ sư không vị nào chẳng tuân hành. Lược sử Thiên Thân Bồ Tát, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Lược Giảng, Giảng Thuật, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Vạn Phật Thánh Thành, Hoa Kỳ, giảng vào năm 1969 tại Phật Giáo Giảng Đường San Francisco. Ở Ấn Độ có vị Bồ Tát tên là Thiên Thân. Ngài có người anh ruột là Bồ Tát Vô Trước. Bồ Tát Vô Trước học tập theo giáo lý Đại Thừa, còn Bồ Tát Thiên Thân do có nhân duyên không tốt nên Ngài theo Tiểu Thừa và học tập theo giáo lý của phái này. Bồ Tát Thiên Thân tư chất rất thông minh. Bồ Tát Vô Trước anh của Ngài luôn muốn tìm cách độ em tin theo pháp môn Đại Thừa, nhưng vẫn chưa có sức mạnh nào khiến cho em mình tin theo. Em của Ngài luôn ca ngợi pháp Tiểu Thừa và cho rằng pháp Đại Thừa không đúng. Sau đó Bồ Tát Vô Trước nghĩ ra một cách. Ngài giả bệnh rồi sai người nhắn người em đến thăm mà bảo rằng: anh tuổi đã lớn, lại bệnh thế này, nếu em không đến thăm thì sau này anh em không còn cơ hội gặp mặt nữa. Nghe vậy người em liền đến thăm Ngài. Bồ Tát Vô Trước bảo em: anh sắp chết rồi, những kinh điển Đại Thừa mà anh đã học em có thể tùy ý lấy xem. Nếu em có khả năng xem được thì anh dù chết cũng có thể yên lòng nhắm mắt. Bồ Tát Thiên Thân đến thăm anh cũng không có việc gì làm, thế là Ngài bèn cầm quyển kinh Đại Thừa lên xem. Ngài xem bộ kinh nào quý vị có biết không? Đó chính là bộ kinh Hoa Nghiêm này. Bồ Tát Thiên Thân càng xem càng thấy được sự bất khả tư nghị, mới biết rằng cảnh giới Hoa Nghiêm thật là vi diệu, chẳng thể dùng lời diễn tả. Giống như mặt trời trên không trung chiếu khắp muôn vật, lại giống như màn lưới của Đại Phạm Thiên Vương, từng lỗ dung nhiếp lẫn nhau. Đến lúc ấy Ngài mới biết rõ trước đây mình đã sai lầm, bèn hét lớn: mau đem cho tôi một thanh bảo kiếm. Ngài cần bảo kiếm để làm gì? Người bên cạnh hỏi. Tôi muốn cắt lưỡi của mình. Vì sao Ngài lại muốn cắt lưỡi? Trước đây tôi đã dùng tắt lưỡi này để khen ngợi pháp Tiểu Thừa, hủy bán kinh điển Đại Thừa, đó là tội lớn nên tôi muốn cắt lưỡi để tạ tội. Bồ Tát Vô Trước nghe thế can: em đừng nên như vậy. Người em kiên quyết: vì sao anh biết không? Vì tội của cái lưỡi này quá lớn nên em nhất định phải cắt bỏ nó. Người anh ôn tồn: ví như không cẩn thận bị trượt té xuống đất, nếu em muốn đứng dậy vẫn phải nương vào sức đất phải không? Em không thể nào ngã xuống đất mà không đứng dậy. Khi em muốn đứng dậy thì chỉ cần dùng tay chống xuống đất là đứng dậy được. Trước đây em nhờ vào cái lưỡi ấy để ca ngợi Tiểu Thừa.
hủy bát đại thừa, thì hôm nay em cũng có thể dùng lại ba tấc lưỡi đó để ca ngợi đại thừa. Nghe anh nói cũng có lý, nên Bồ Tát Thiên Thân thôi không đòi cắt lưỡi nữa. Sau đó Ngài vào núi tu hành, học tập kinh điển Đại Thừa, trước tác Bộ Thập Địa Luận. Ngài Bộ Thập Địa Luận hoàn thành, trái đất chấn động, đồng thời miệng Ngài cũng phát ra hào quang. Lúc ấy Quốc Vương đến thăm Ngài hỏi, có phải Ngài đã chứng quả A-La-Hán rồi chăng? Không, tôi không chứng quả A-La-Hán. Bồ Tát Thiên Thân trả lời, Ngài không chứng quả A-La-Hán thì tại sao trái đất lại chấn động và miệng phát ra hào quang? Do vì lúc trẻ tôi học tập tiểu thừa mà hủy bán đại thừa. Nay tôi đổi sang học Kinh Hoa Nghiêm, trước tác Bộ Thập Địa Luận. Nay bộ luận đã hoàn thành nên quả đất chấn động và miệng tôi phát ra hào quang, chứ không phải là do chứng quả mới có hiện tượng này. Quốc Vương ngạc nhiên, thì ra là do bộ Kinh Hoa Nghiêm này vi diệu như thế. Quê hương Cực Lạc, Việt dịch Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, trích Sơn Sử Liệu của Thiên Thân Bồ Tát. Bồ Tát người xứ Thiên Trúc, khi mới xuất gia học theo Pháp Tiểu Thừa, hủy bán kinh điển Đại Thừa, sau Ngài nhờ anh là Vô Trước nhiều phen chỉ dẫn, mới hối ngộ sự lỗi lầm, muốn tự cắt lưỡi. Vô Trước Bồ Tát bảo, xưa em dùng lưỡi hủy bán đại thừa, nay phải dùng lưỡi mà tán dương pháp ấy để chuộc tội. Việc sửa lỗi hãy còn chưa muộn, nếu cắt lưỡi đi nào có ích gì. Vâng lời anh, Ngài Thiên Thân từ đó đem hết tâm tư tạo ra hơn 100 bộ luận đại thừa, trong ấy có luận vãng sanh, phát huy rõ ràng sự trang nghiêm lợi ích của cõi tịnh độ. Người niệm Phật nên chú ý đến luận này. Vô Lượng Thọ Kinh luận nói, nếu tu ngũ niệm môn thành tựu, kết quả sẽ được vãng sanh về Cực Lạc. Thấy Phật A Di Đà, ngũ niệm môn là gì? Thứ nhất lễ bái môn, thứ hai tán thán môn, thứ ba phát nguyện môn, thứ tư quán sát môn, và thứ năm hồi hướng môn. Lễ bái là thế nào? Ấy là dùng thân lễ Đức Phật A Di Đà, tỏ ý cung kính, cầu Phật nhiếp thọ. Tán thán môn là thế nào? Đây là dùng miệng khen ngợi sắc thân, danh nghĩa, ánh sáng, trí huệ của Đức Như Lai kia, muốn tu hành như thật cho được tương ưng. Phát nguyện môn, ấy là một lòng chuyên niệm vào nơi chánh định, nguyện sanh về Cực Lạc. Quán sát là thế nào? Đây là dùng chánh niệm quán sát công đức trang nghiêm của cõi Cực Lạc, công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà và công đức trang nghiêm của chư Bồ Tát và thánh chúng. Hồi hướng là thế nào? Ấy là tâm từ bi, không bỏ những chúng sanh khổ não, nguyện đem căn lành công đức của mình hồi hướng cầu cho tất cả loài hữu tình đều được sanh về Cực Lạc. Chuyện cảm ứng do niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, trích trong sách Tăng Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Số 1. Triều nhà Nguyên ở tại Bình Giang, có vị tăng pháp hiệu là Huệ Can. Từ lâu thầy mắc phải chứng bệnh phiên vị, tức là bao tử bị lộn ngược, rất nguy hiểm, khiến thầy không thể ăn uống gì được. Một đêm nọ, thầy nằm mộng thấy có một con mèo chui vào trong bụng mình. Từ ấy bệnh tình càng nặng thêm, lại thêm trong lòng bỗng thấy thèm ăn thịt cá. Giữa lúc tư tưởng loạn động như vậy, thì thầy Huệ Can chợt phản tỉnh, tự trách mình đã không giữ được chánh niệm. Thầy biết ý nghĩ thèm ăn cá thịt là do nghiệp chướng từ nhiều đời khiến bị như vậy, nên thầy liền phát tâm trì niệm thánh hiệu Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát trăm vạn biến, và mỗi ngày trì tụng chú Đại Bi 108 biến. Chẳng bao lâu thầy lại nằm mộng thấy mình đi vào trong núi, gặp một vị tăng nhân tướng mạo trang nghiêm, bảo thầy rằng, ta cho ngươi thứ thuốc này để trị chứng bệnh phiên vị của ngươi.
Ngay lúc ấy bọn có một đồng tử mặc áo xanh, tay xách một cái lồng, trong ấy có con gà đến trước mặt thầy. Đồng tử đến trước mặt thầy Huệ Can, mở chiếc lồng ra, liền khi đó con mèo từ trong bụng thầy Huệ Can nhảy ra khỏi miệng thầy và vồ lấy con gà đang ở trong lồng. Thầy Huệ Can giật mình thức dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mộng. Nhưng thật lạ lùng, chứng bệnh bao tử của thầy từ đó dứt hẳn. Số 2. Triều nhà Nguyên, thầy Thích Mộng Nhuận, tự Ngọc Cương, người ở Gia Hòa. Thầy xuất gia từ lúc 14 tuổi, nhưng do sự tu học rất khắc khổ nên thầy mắc phải chứng suy nhược rất trầm trọng. Thầy phát nguyện tu Pháp Thịnh Quán Thế Âm Sám 49 ngày. Sau khi sám hối xong thì tật bệnh liền khỏi hẳn. Chẳng những thế, tâm trí của thầy cũng trở nên sáng suốt và phát triển trí huệ. Thầy lại phát nguyện tu các sám pháp, pháp khác như Pháp Hoa, Đại Bi, vân vân, và được linh ứng không thể nghĩ bàn. Số 3. Triều nhà Nguyên, thầy Thích Chân Tịnh, tự Như Am, con của họ Đào ở xứ Hoa Đình, tỉnh Giang Tô. Mẫu thân của thầy nằm mộng thấy bạch nguyệt, tức là mặt trăng trắng, xa vào lòng mà có thai. Sau đó thì sanh ra thầy. Lúc mới thụ thai thì có một vị tăng, từ trước đến giờ không ai biết, đến nhà và bảo rằng thai nhi trong bụng của Đào Thị chính là Hải Nguyệt Pháp Sư tái lai. Lúc lên 9 tuổi thì thầy đến chùa xin xuất gia y chỉ theo Vô Cực Độ Pháp Sư tu học. Tất cả các kinh nói về pháp tánh đều học thông suốt, niên hiệu Thái Định. Lúc đang ở chùa Hạ Thiên Trúc, thầy Chân Tịnh mắc bệnh nặng nên thầy chuyên tâm trì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Một đêm thầy nằm mộng thấy bạch y đại sĩ bưng bình cam lồ đến, dùng nhành dương liệu rưới nước vào miệng mà nói rằng bệnh ông từ nay sẽ khỏi hẳn. Khi thức dậy thầy cảm thấy trong người nhẹ nhàng, chứng bệnh trước đây đã không còn nữa. Số 4. Triều nhà Nguyên có Thiên Nham thiền sư họ Đổng, người ở tỉnh Chiết Giang. Lúc nhỏ thiền sư hay bị bệnh nên mẫu thân của ngài thường ở trước Quan Âm đại sĩ Chí Thành cầu đảo, lễ bái xưng niệm danh hiệu đại sĩ. Bà còn phát nguyện cúi sinh Bồ Tát Đại Từ Đại Bi gia hộ cho đứa trẻ này được mạnh khỏe, tập bệnh tiêu trừ, sau này con nguyện sẽ cho nó xuất gia tu hành. Lời nguyện của bà được cảm ứng, đứa trẻ quả nhiên mọi tật bệnh đều hết. Sau đó cậu bé được thân mẫu cho đi xuất gia theo Linh Chi luật sư học tập giới luật Phật pháp, tiếp theo lại được trung phong hòa thượng truyền tâm ấn. Thiền sư Thiên Nham sau về ẩn tu nơi chùa Thiên Long hoằng truyền Phật pháp. Đức độ của thiền sư được nhiều người ngưỡng mộ, tương truyền rằng một ngày nọ lúc ngài đang tỉnh tọa thì có hai con rắn thật lớn đến quanh quẩn nơi pháp tòa. Thiền sư vì chúng mà giảng nói tam quy ngũ giới. Hai con rắn ngóc đầu lên và cúi xuống lễ bái thiền sư rất lễ kính. Sau khi lễ bái xong thì chúng bò đi nơi khác. Số 5. Triều nhà Minh, tại Ngô Quận có Phật tử tên là Từ Minh Phu. Phật tử này rất thâm tín Tam Bảo, nhất là với Quán Âm đại sĩ. Ông thường ngày đêm lễ kính, xưng niệm danh hiệu của đại sĩ rất chí thành. Ông có đứa con tên Quán, mới lên 10 tuổi, bỗng nhiên mắc bệnh nguy hiểm. Hai vợ chồng ông bèn đổi trước tượng đại sĩ, ngày đêm chí thành khẩn thiết cầu đảo, xưng niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến ngày thứ bảy thì xảy ra chuyện vô cùng lạ lùng. Vào đêm ấy cả hai vợ chồng ông đều nằm mộng thấy Bồ Tát đến dậy. Ngươi hãy yên tâm, đừng quá buồn rầu, con của hai ngươi sáng ngày mai sẽ ngồi dậy được. Ngay lúc ấy bỗng nhiên trên bàn thờ Phật có tiếng động mạnh. Hai vợ chồng giật mình thức giấc, đến trước bàn thờ đại sĩ thì thấy lư hương, châm đèn,
bình hoa, dĩa trái cây đều bị rơi xuống đất, nhưng không đồ vật nào bị hư bể. Ngay lúc ấy cả hai bỗng nghe trong miệng đứa nhỏ có tiếng nói lăm răm: "Xin Bồ Tát cứu con, xin Bồ Tát cứu con." Vợ chồng ông gọi con nhưng nó vẫn ngủ say không đáp. Đến sáng vợ chồng ông hỏi duyên cớ thì đứa trẻ cho biết: "Tối qua trong lúc đang ngủ thì con thấy đại sĩ đến trước giường con và nói: 'Con trai, ta đến cứu con đây.'" Nói rồi Bồ Tát cho con một chén nước bảo uống. Con vừa uống xong thì liền thấy nhẹ nhàng khắp xương tủy, toàn thân toát mồ hôi, đầu óc nhẹ nhàng, tỉnh táo. Cả hai vợ chồng nghe con kể lại rất vui mừng, lại càng hết lòng tin tưởng vào thần lực của Đức Đại Sĩ. Mấy ngày sau thì bệnh của đứa trẻ lành hẳn. Trích Văn Sao Chánh Biên quyển 4, diễn thuyết tại Phân hội Phật giáo Triều Dương, bài 4. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh bình đẳng như một, không hai, không khác. Nhưng khổ vui thọ dụng cách biệt như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Muốn chẳng tốn lời nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức. Ví như tấm gương báo tròn lớn, thể chất là đồng, biết nó có quang minh. Hằng ngày chuyên chú chùi, mài đổ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết, ánh sáng sẽ hiện. Dựng trên đài cao, hễ có hình, ắt có bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi nơi đầu sợi lông. Xâm la vạn tượng đều hiện rành rành, trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng, thông suốt, tròn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế, đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn. Đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịnh quang, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức. Ví như gương báo phủ bụi, chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu biết tấm gương bị bỏ phế, chẳng hiện chất đồng ấy sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lau chùi mài dũa. Thoạt đầu hơi lộ chất đồng, tiếp đó dần dần tỏa quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch thì một mai hết sạch trầm cẩu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng, chiếu trời soi đất. Nhưng quang minh ấy gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được. Nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh trái trần hiệp giáp, bỏ vọng theo chăng cũng giống như thế. Dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ. Đến khi nào công hạnh viên mãn sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề trở về chỗ không thể đạt được. Thần thông, trí huệ, công đức, tướng hảo hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Tuy vậy chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được. Nếu chỉ ỷ vào tánh đức, chẳng khởi tu đức, thì đến hết đời vị lai sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc hoàn lại cái nguồn. Bọn ta đã là Phật tử thì phải hành Phật hạnh, tuy chưa thể phá rộng toàn vô minh, nhanh chóng khôi phục tánh thể để tiến thẳng vào diệu giác quả hải. Nhưng lẽ nào chẳng thể phát trọn ba tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp,
để cầu đoạn phiền hoặc nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ, an trụ tịch diệt, vẫy vùng trong cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới độ hóa chúng sanh ư. Nếu chẳng tự gắn công, cứ đề cao thánh cảnh nhưng vẫn cao phận phạm ngu, chỉ e nửa đời tu trì siêng năng nhọc nhằn, vẫn cam chịu bao kiếp trầm luân khổ sở, mê muội tưởng lầm hạt châu nơi chéo áo chẳng quý, lên núi báo trở về tay không, dùng tánh chân như màu nhiệm vô lượng công đức, trí huệ thần thông tướng hảo, để oan uổng gánh chịu vô lượng nỗi khổ cùng cực, phiền não sanh tử luân hồi nguyện vọng, há chẳng phải là mất trí cuồng tâm, ghét thân thích tọa, sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót, phàm những ai đồng hàng với tôi xin hãy nỗ lực. Kim Thái Đại Sư, họ ngoài đời là Phương, người huyện Vu Đô, tỉnh Giang Tây, xưa đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết ăn chay, đến khi ngoài 30 tuổi chán ngán sâu xa ngũ dục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Bảo Ân ở huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiến. Sau khi thọ cụ túc giới, chuyên chí khổ hạnh, giữ chức hương đăng tại chùa Quan Hiếu ở Cám Châu, Giang Tây, tinh khiết kiền thành, cung kính, phàm những ai trông thấy đều khen ngợi lòng thành, tiếc của thường trụ như giữ trong mắt, hằng ngày lấy chuyện lễ niệm, tụng trì làm chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa khâm phục, kính ngưỡng. Tiếp đó sư muốn chuyên tu tịnh nghiệp, bèn qua hang đá trong núi sâu ở Ninh Đô, gác tùng làm tòa, kết cỏ làm điểm, trồng khoai để ăn, chầm các mảnh dẻ làm áo. Sự khổ hạnh của sư khó ai kham nổi, sư điềm nhiên vui sướng, lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày có người đến thăm, tặng cho tiền bạc đều khước từ không nhận, nhưng nếu áo rách, thức ăn thô tệ bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch thanh khiết, chẳng thâu đồ chúng, có người trọng đức sư, thay mặt thâu nạp cho sư 4 đồ đệ, nhưng thật ra không ở chung. Một người đồ đệ tên là Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bần, 3-4 lượt cầu khẩm thầy thương xót, tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự lấy ván dựng một gian thất nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hạnh của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật, trừ 2 bữa cơm sáng tối ra, tiếng mõ tiếng khánh rền vang không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy những vị tăng tục tin tưởng hâm mộ, thường thành tâm cúng dường phẩm vật. Nếu không khước từ được thì sư bèn đem cúng Phật cúng tăng để tạo công đức cho họ, bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư tự cam chịu thanh bần giải thoát, không chấp như thế đó. Phàm những ai đến thăm hỏi, bất luận tăng tục, sư đều dạy nhiệm vụ trọng yếu là nhận hiểu ta bà ác trược, cực lạc thanh tịnh hãy gấp cầu xuất ly, nhưng phải hiểu nhân biết quả, tu hành các điều thiện thế gian, cẩn thận giữ gìn giới cấm, tụng kinh niệm Phật trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7 1918, tức năm Mậu Ngọ, sư được 74 tuổi. Đầu tháng 10 thị hiện bệnh nhẹ,
đến ngày mồng 4 bỏ ăn uống, niệm tụng như thường, đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mồng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy yên lặng không đáp. Vào thắp xem thì thấy sư đã đoan tọa thị tịch, tay trái vẫn cầm dẫn khánh, hệt như đang niệm Phật mọi khi. Đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tươi cười, không khác gì còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi khôn cùng, đều nói sư Bình Nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được cảnh tượng như thế. Thần thức sư siêu tình vực, gợi dắt nơi hoa sen, là điều chắc chắn không còn ngờ vực chi. Học trò sư là đức thân xâm, kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đời mạt, thường hay lười nhác, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp, người như sư thật có thể làm gương cho đời mạt. Do vậy bèn soạn bài ký khai thị về kiên giết, ăn chay và phóng sanh. Nếu nói đến chuyện để tự cung phụng mình thì lại càng không nên giết. Nên nghĩ rằng ta sanh trong thế gian có công đức gì đối với nhân dân, có phước trạch gì đối với tổ tông cha mẹ. Nay được nhờ phước ấm của tổ tông cha mẹ che chở sâu dày, chẳng cực lực làm lành để tăng thêm phước cho tổ tông cha mẹ, lại cứ mặc tình sát sanh ăn thịt, chẳng những bất lợi cho mình mà còn gây liên lụy cho tổ tông cha mẹ. Huống chi ta bẩm thụ di thể từ cha mẹ, hằng ngày dùng loài vật để bồi bổ, lâu ngày khí chất sẽ biến đổi theo, thật đáng sợ. Nay tôi nêu chứng cứ đại lược, ngõ hầu người biết yêu thương chính mình sẽ tận lực dứt bỏ thói tham ăn ngon đấy. Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép: đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt chim sẻ thì mắt lé, ăn cua thì phần nhiều, con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn đầu teo, ăn cá trình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch phần nhiều con bị câm ngọng. Sách Đại Đới Lợi chép: ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo, đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loài, từng vật vậy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta, vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi ngấm ngầm thành khí chất của loài vật, đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chữa trị kẻ cứa cổ nhưng chưa đứt khí quản, bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương, khi lành rồi chỗ ấy bèn mọc lên lông gà. Tuy đắp ở bên ngoài nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc vật. Như vậy suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, há chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là gìn giữ di thể được bẩm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết tâm hận kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hay sanh ghẻ chốc, khi ôn dịch lưu hành hay mắc bệnh truyền nhiễm. Người ăn chay thường ít mắc phải những chứng ấy. Phàm muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Câu hỏi: nếu như ông nói thì hoàn toàn chẳng sát sanh ăn thịt, ác loài vật sẽ đầy dẫy trọn khắp thế giới, biết làm sao đây? Đáp: những thứ con người ăn đều là do con người làm cho nó sanh sôi nảy nở. Những loài lợn, dê, gà, vịt kia, nếu như nhốt riêng các loài đực cái trống mái thì chưa quá 10 năm chúng nó sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Huống chi những giống cọp, báo, chó sói, rắn rết, con người đều chẳng ăn, sao từ cổ đến nay chúng chẳng đầy khắp thế giới vậy? Phải biết nếu người ăn thịt nhiều thì người ta lập ra cách để những giống lợn, dê, gà, vịt, v.v.
sanh trưởng cho nhiều. Thật ra quá nữa đều là vì bụng miệng tham muốn, chẳng tiếc mạng loài vật phải theo nghiệp thọ báo, thác sanh trong những loài vật ấy để bị người ta giết ăn. Do vậy, kinh Lăng Nghiêm nói, tham lẫn ái cùng nảy nở, do tham chẳng thể ngưng dứt, nên các loài noãn thai thấp hóa, trong thế gian cậy mạnh hiếp yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Người ăn dê, dê trở thành người, người trở thành dê. Như thế cho đến 10 thứ sanh loại, chết chết sống sống, ăn nuốt lẫn nhau. Kinh Phạm Võng dạy, nếu là đệ tử Phật thì do từ tâm bèn thành nghiệp phóng sanh. Hết thảy người nam đều là cha, hết thảy người nữ đều là mẹ ta. Đời đời ta chẳng bao giờ không sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết để ăn thịt chính là giết cha mẹ mình. Kinh Lăng Già dạy, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi chẳng ngơi trong sanh tử. Không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái quyến thuộc, cho đến bạn bè, người thân yêu, kẻ hầu hạ, sang đời khác mang thân chim thú vân vân, sao lại nỡ bắt lấy chúng để ăn thịt. Trong các kinh Đại Thừa, những câu nói như vậy nhiều lắm, khó thể trích đủ. Trích trong văn sao chánh biên quyển 4, phổ quyến kiên giết ăn chay để vãn hồi kiếp vận. Trong các ác nghiệp chỉ có sát là nặng nề nhất. Khắp thiên hạ không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt. Bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta, và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiên giết ăn chay. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chẳng ít bệnh, khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh. Ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì hãy bảo họ bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hằng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. Trích văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ. Niệm Phật niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Trì Chú Đại Bi. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại niết bàn sẽ đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa, Quán Âm và Di Đà đều cùng làm một chuyện độ sanh, nào có phân biệt, nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong kinh Đại Bi, Đức Quán Âm dạy người lễ bái, trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó sao? Trích Văn Sao Tam Biên, lá thư số 18, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Độ. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật, làm bậc phù tá Đức Di Đà, niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện.
có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà, v.v. chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đồn đốc luân thường, chỉ thành khẩn thiết, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị, bất luận các sự nguy hiểm như nước, lửa, đau, binh, vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được. Nếu chịu tuân theo những điều vừa nổi trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần. Nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy già trẻ, trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoại trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà phú quý hay bằng tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào tam ác đạo. Hả có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Trích Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm Thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Trích Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Gặp khi hoạn nạn, hãy nên chuyên niệm Quán Âm, do Quán Âm bi tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Chớ nên do thấy nói như vậy, bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ, ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta ư? Trích Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn. Khai thị trì chú đại bi. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú đại bi để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia,
ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người, nhằm làm cho hết thảy mọi người trước hết là một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương, trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thể thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng, chỉ biết cơm cháo, trăm sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Trích văn sao Tam Biên Nguyện 1, trích lục lời Đại sư tự thuật. Chú Đại Bi nếu khẩm thiết chí thành niệm, sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Ấn trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái Hữu Trinh mỗi người một bao tro hương Đại Bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Tổ sư Ấn Quang khai thị trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục: bà phải hiểu đời sau sẽ được làm người còn khó hơn lâm chung vãng sanh. Vì sao vậy? Những tội nghiệp đã tạo trong suốt một đời người chẳng biết là bao nhiêu. Khoan đừng nói bà có tạo những tội khác hay không, chỉ riêng cái tội ăn thịt giết hại sinh vật từ nhỏ đến lớn quả thật đã nhiều khôn xiết kể rồi. Bà phải phát tâm đại từ bi cầu sanh Tây Phương, đợi sau khi thấy Phật đắc đạo sẽ độ thoát những chúng sanh ấy. Cậy vào Phật từ lực để có thể chẳng phải đền trả món nợ ấy. Nếu bà cầu phước báo đời sau thì không có đại đạo tâm. Dẫu công phu tu hành tốt đẹp nhưng công đức hữu hạn, bởi đã dùng cái tâm phàm phu nhân ngã, tâm phân biệt ta người để tu tập, cho nên chẳng có công đức lớn lao. Huống chi từ vô lượng kiếp đến nay, chẳng biết bà đã tạo bao nhiêu tội nghiệp. Nếu tốt nghiệp phát hiện, nhất định khó trốn khỏi tam đồ ác đạo, mong lại được làm người sẽ thiên nan vạn nan. Do vậy nói cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người. Do cậy vào Phật lực gia bị nên ác nghiệp đời trước dễ tiêu, dẫu chưa thể tiêu hết nhưng cậy vào Phật lực nên chẳng đến nỗi phải trả báo. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3, thư trả lời mẹ cư sĩ Trí Chánh. Cần biết rằng Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh công đức lực chẳng thể nghĩ bàn. Ba thứ chẳng thể nghĩ bàn ấy, nếu không có cái tâm chí thành tín nguyện niệm Phật sẽ không có cách gì hiển hiện được. Có lòng chí thành cầu sanh Tây Phương thì ba thứ thần lực oai đức lớn lao chẳng thể nghĩ bàn ấy sẽ liền được hiển hiện, như ngồi trên chiếc tàu thủy lớn lại được xuôi gió, chẳng lìa ý niệm trong hiện tại đây mà liền sanh về Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Hạ, pháp ngữ khai thị cho cư sĩ Phùng Hữu Thư lúc lâm chung. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp,
lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tự, vạn sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Người tu hành tâm chớ nên lệch lạc. Nếu lệch lạc chắc sẽ mắc bệnh. Thân thể yếu đuối thì hãy nên lắng lòng chánh niệm, để tâm thần chẳng rong ruổi theo bên ngoài. Tâm tự quy nhất thì thân cũng dần dần được yên ổn khỏe mạnh. Nếu muốn được vãng sanh mà tâm này kết chặt chẳng cởi gỡ được, chắc sẽ dấy lên ma sự, mặc cho nghiệp đến đi, chính mình tự trấn định. Nếu muốn được thành tựu ngay, sẽ như dưa chưa chín đã hái trước, há còn dùng được nữa hay chăng? Ông bạn yết nọ thần kinh suy nhược, một là do tham sắc, hai là do quá mức vọng tưởng, muốn làm chuyện sức mình không thể làm được mà ra. Nếu cởi gỡ được hai điều này, bệnh sẽ tự lành. Nếu không, sau này bị mất trí phát cuồng cũng chẳng biết chừng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy thân yếu tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sinh ra đều bấy bớt hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng khó thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Trích Hoằng Hóa Nguyệt Sang kỳ thứ hai Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển hai thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp. Nếu do cảnh ngộ không tốt thì hãy lùi một bước, suy nghĩ thử nghĩ coi, trong đời kẻ hơn được mình cố nhiên là nhiều, nhưng những người không được như mình cũng chẳng ít. Chỉ cần không đói không rét, mong chi đại phú đại quý, vui theo mạng trời tùy ngộ nhi an, an vui theo cảnh duyên, như thế sẽ chuyển được phiền não thành bồ đề, há chẳng thể chuyển ưu khổ thành an lạc ư? Nếu bị tật bệnh dây dưa thì hãy đau đáu nghĩ thân này là gốc khổ, sanh lòng nhàm lìa hết mức, ra sức tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật lấy khổ làm thầy nên thành Phật đạo, chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết phàm phu đầy dẫy phiền não, nếu không khổ vì bằng cùng tật bệnh vân vân, ai có thể sẽ không suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi? Ai chịu trong lúc đắc ý lừng lẫy, quay đầu nghĩ đến lúc chìm đắm trong tương lai? Mạnh tự nói, trời vì muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào thì trước hết phải làm khổ tâm trí, nhọc nhằn găm cốt người ấy, khiến thân người ấy đối khác, thân thể trống thiếu, gây nên những điều trái ngược với những gì người ấy làm. Do vậy nảy sanh tánh nhẫn, tăng thêm khả năng làm được những điều người ấy không thể làm. Do vậy biết rằng trời muốn thành tựu người thường hay tạo ra nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời là được. Cái gọi là trách nhiệm lớn như Mạnh Tử đã nói chính là tước vị thế gian, vậy mà còn phải lo âu nhọc nhằn như thế mới chẳng phụ lòng trời. Huống chi chúng ta là phàm phu sát đất, muốn trên thì gánh vác gia nghiệp của đấng Pháp Vương, dưới hóa độ pháp giới hữu tình. Nếu không bị chút nghèo bệnh vùi dập thì phàm hoặc ngày càng lẫy lừng, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bản tâm
vĩnh viễn đắm trong ác đạo, đến tận đời vĩ lai, không mong có lúc thoát ra. Cổ đức từng nói, chẳng trải một phen lạnh buốt xương, há được hoa mai thơm ngát mùi, chính là nói về điều này vậy. Hãy nên chí tâm niệm Phật, để tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng nên khởi lòng bực bội, lo nghĩ, oán trời hận người, cho là nhân quả hư huyễn, Phật Pháp không linh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành. Tổ sư Ấn Quang khai thị, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Tinh Hoa Lục. Quang từ khi xuất gia đến nay, liền tin một pháp môn tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che, đã 20 năm phè phẩm sống thừa, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng nhiệm đạo. Gần đây được Pháp Sư dạy dỗ khuyến khích, thể lập kỳ tu tập, hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo, hiềm rằng hôn tán chen lẫn, vẫn cứ lầm quần y như cũ. Nhân đó ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ, để phát khởi tâm thần tấn, thử dùng pháp môn Bảo Vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày, ắt có lúc sương tan, mây tiêu thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Bang Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiểu phép thập niệm của Ngài Từ Văn, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cõi gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế. Không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hãy chịu phá tâm bèn tự nhận được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh, nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gom cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm sân khỏe, ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm tán loạn vừa hết, trí tuệ hiện tiền. Ngay cả ngu si cũng phá được, lại chính là pháp môn giúp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số, bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng, để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong một thất, hai thất quyết định được nhất tâm. Nhưng Như Quang là kẻ hôn ám, động căn thô lậu, hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Chánh Biên Quyển 1, thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Đối với hết thảy mọi người, đều dùng tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người, nhằm làm cho hết thảy mọi người, trước hết làm một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương.
trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thể thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, trong sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, trích lục lời Đại Sư Tự Thuật. Quang ở Phổ Đà từ năm Quang Tự 19 1893 cho đến năm Dân Quốc thứ năm 1916, hơn 20 năm khá yên vui. Suốt năm không ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Từ năm Dân Quốc thứ sáu 1917, ông Vương Ấu Nông đem một lá thư in ra mấy ngàn bản. Ông Từ Ủy Như đem ba lá thư in ra mấy ngàn bản, rồi năm sau lại in văn sao. Từ đấy một người truyền hư và người truyền thật, lại do chẳng tự lượng khắc in các sách để mong lợi người. 20 năm qua đúng là chuyện bận biểu vì người khác. Nay đã già rồi, mong bế quan làm kế lãnh phiền. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 75 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di. Nay gửi cho thần tu và lệnh ái hữu trinh, mỗi người một bao tro hương Đại Bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành kẻ thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thần tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, đề phòng khi bất ngờ cầm đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Chớ nên khinh lờn, chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước Đại Bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên nguyện thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên bốn lá thư. Lá thư số 2. Người khác dạy người đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đấy,
mọi sự trong thiền, trong giáo cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị oan uổng mà thôi. Huống chi còn có sự chưa thể thông hiểu tột nguồn thấu đáy ư? Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây. Đối với sự tu trì, nếu thật sự chí thành, thì một lần chiêm ngưỡng, một lạy, một lượt xưng danh đều tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước, chứ không phải là nhất định phải tu theo một cách nào mới được. Tâm địa thanh tịnh, thánh cảnh hiện tiền, nhưng đấy vẫn là những gì ta sẵn có. Há nên như đứa con nghèo nhặt được vàng, bèn mừng vui quá mức, như điên như cuồng. Đã có tình trạng ấy, hoàn toàn là tính cách của phàm tình. Nếu chẳng suy xét phàm tình, khó khỏi bị ma dừa. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời Sư Tế Thiện. Nay đã phát tâm niệm Phật, hãy nên lấy tâm tương ứng với Phật. Lúc sống đạt được nhất tâm bất loạn, khi báo thân đã tận, liền lên thượng phẩm cõi Cực Lạc làm chỉ hướng sự nghiệp. Chẳng cần phải cầu đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tông môn chú trọng khai ngộ, tịnh tông chú trọng vãng sanh. Kẻ khai ngộ mà chẳng được vãng sanh, trong trăm người có đến 90 kẻ. Người vãng sanh mà chẳng khai ngộ thì trong vạn người chẳng có một ai. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Thự Tiêu. Trước khi chưa được nhất tâm, trọn chẳng nên manh nha ý niệm thấy Phật. Hãy được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng chẳng trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng dạ, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày oan gia nhiều đời, nương theo cái tình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật hầu báo túc oán. Tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể là khí phận ma. Hãy thấy Phật hay cảnh tượng tốt đẹp do kẻ thù trong đời trước biến hiện, bèn sanh hoan hỷ, từ đẩy ma nhập vào tâm tạng, bị ma dựa phát cuồng. Dẫu có Phật sống cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không. Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu. Khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lắng lòng chuyên tu, trọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ có lợi ích thân tấn. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ôm lòng mong mỏi quá phận. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏa lộ chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, chỉ mong gương tỏa sáng, toàn thấy gương là cấu uế, thì nếu có quang minh cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quan sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụp tính tâm của người khác, nên mới viết thêm: Ngài Vĩnh Minh nói chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cũng bắt chước nói đôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kệ thấy không thấy. Biết điều này hãy dốc sức nơi đạo tâm hợp với Phật vậy. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh. Trong lúc bế quan dụng công, hãy nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thật sự chuyên nhất, sẽ tự có cảm thông, chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, cho nên vọng động cầu được cảm thông trước. Đã nhất tâm sẽ nhất định có cảm thông, hãy cảm thông thì tâm càng tinh nhất. Đó gọi là gương sáng đặt trên đài, gặp hình liền hiện bóng, hình tử lăng xăng càng chi đến mình.
chưa nhất tâm mà cầu cảm thông, thì cái tâm cầu cảm thông ấy bèn trở thành đại chướng bậc nhất cho việc tu đạo. Huống chi vọng động mong mỏi chuyện phi thường rất có thể khiến cho ma sự khởi, phá hoại tịnh tâm. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời Đại sư Hoằng Nhất. Gần đây người ta thường ưa ham cao chuộng xa, hơi thông minh bèn học thiền tông, tướng tông, mật tông. Phần nhiều có niệm Phật là vô dụng, họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông, nhưng chẳng biết thiền dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tử y như cũ, chẳng thể liệu thoát được. Với tướng tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kể chuyện ăn, đếm của báo, rốt cuộc có ích gì đâu. Với mật tông thì tuy nói có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sát đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy, bèn bị ma dựa phát cuồng, 10 người hết 8-9 người bị như vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời một vị cư sĩ ở Diêu Duy. Nếu quả thật tin cho tới nơi, giữ cho chắc, nhất định trong đời này sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận nhưng chẳng thực hành pháp môn tịnh độ thì lợi ích đúng là khác biệt một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, lúc ban đầu cứ cho uống loại thuốc một vị này, bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình cam phận hèn kém, không bệnh nào kê thuốc A Già Đà nhắc vị trị chung vạn bệnh này mà chẳng lành. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Biên. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, lời tựa cho sách Thọ Khang Bảo Giám. Chẳng có ai không muốn trường thọ, mạnh khỏe, yên ổn. Con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, vận may đưa tới. Cũng không ai muốn bị đoạn mạng, chết yểu, bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa bé con mới cao 3 thước, không ai chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ chí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước ghét lành. Nhưng kẻ háo sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và chuyện thân họ làm thật trái nghịch nhau, đến nỗi chuyện chẳng muốn lại bị, chuyện mong muốn không cách chi đạt được, chẳng đáng buồn ư? Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng, nếu cứ tham đắm ắt sẽ bị tán thân mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá tham đắm, nhưng do không biết kiêng kỵ. Những chuyện kiêng kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, nên ở đây không ghi rõ, cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi bị chết mất, thật quá đáng thương. Vì thế tiền hiền soạn sách Bất Khả Lục thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục, những câu cách ngôn khuyên răn kiêng dâm bớt dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp trì giới, ngày tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiêng kỵ. Chẳng ngại phiền phức đều được trình bày cặn kẽ, ngõ hầu người đọc biết nên kiêng dè những gì. Tâm giác thế cứu dân ấy
có thể nói là khẩn thiết, châu đáo, thiết tha hết sức. Ấn Quang lại tăng đính soạn thêm, sửa cho đúng những chỗ bị in sai, thiếu sót. Sách ấy đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám và quy mộ để in ra lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Một đệ tử của Quang là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật Pháp, cùng với các ông Quang, Quỳnh Chi, v.v. cùng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã. Trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phổ Đà quy y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 14-1925, ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc Tàu, thuốc Tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc vì số tiền quá lớn, liền bực mình nói: từ đây dù có chết ta cũng không uống thuốc nữa. Bà vợ bèn đối trước Phật cầu đạo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh. Ngay trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến mạnh, đi tiêu xả ào ạt, nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, Quang đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mồng 2 tháng 9, đến Tịnh Nghiệp Xã gặp Quang Quỳnh Chi, ông Tế Đồng cũng có mặt. Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh, tươi tắn không ai bằng. Gặp Quang, ông ta vui mừng thưa: sư phụ đến rồi, xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa. Ông ta chọn ngày mồng 8 cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ tam quy ngũ giới, lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quang Quỳnh Chi, Đinh Thế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Trĩ Liên, Nhậm Tâm Bạch, v.v. bồi tiếp Quang dùng cơm. Ngày mồng 10 lại mời Quang đến nhà dùng cơm, lại nói: sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ. Quang nói: cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng. Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng tại Công Đức Lâm mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ lại dùng cơm. Ông ta vừa mới đến, bèn cùng người trông coi sổ sách, trao đổi mấy câu rồi đi. Sắc mặt giống hệt như người chết, Quang biết là do phạm phải phòng sự mà ra, rất hối tiếc lúc đó chỉ nói cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ nguyên do, đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khuyên răn nhưng bận bịu chưa làm được. Ngày mồng 6 tháng 9 về núi, bèn gửi ngay một lá thư trình bày hết sức tường tận lẽ lời hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được. Mấy ngày sau ông ta bèn mất. Lúc mất, ông Quang Quỳnh Chi mời các vị cư sĩ đều đến niệm Phật. Ông La có được vãng sanh Tây Phương hay không chưa thể biết, nhưng không đến nỗi đọa lạc. Bị bệnh nặng mấy tháng, do tam bảo gia bị nên không dùng thuốc được lành bệnh. Trong vòng mười mấy ngày, khí sắc tươi tịnh hơn xa người bình thường, do không biết thận trọng, ngộ phạm phòng sự mà chết. Chẳng những tự tàn hại cuộc đời, còn cô phụ từ ân của tam bảo quá đội. Quang nghe tin cáo phó, tâm đau xót, nghĩ cõi đời chẳng biết kiên kỵ, cứ mạo muội làm chuyện đó, đến nỗi mất mạng nhiều vô số kể. Nếu chẳng lập cách ngăn ngừa, gìn giữ trước, thật là đánh mất đạo từ bi cứu khổ của Đức Như Lai.
tính đem Bất Khả Lục Tăng Đính ẩn lót lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cả thế gian đều biết kiên kỵ, chẳng đến nỗi lầm mất tánh mạng. Một vị cư sĩ đem số tiền mẹ để lại là 1.600 đồng tính in thiện thư để thí tặng. Quan bảo ông ta dùng hết số tiền ấy để in Thọ Khang Bảo Giám, hòng cứu vớt thanh niên nam nữ chưa bị mắc nguy. Thì do cái chết của một mình ông La Tế Đồng khiến cho hết thảy những người đọc sách này trong hiện tại và vị lai biết phải nên thận trọng, cũng như do xoay vần lưu thông lần lượt khuyên bảo lẫn nhau, sẽ khiến cho cả thế gian đều cùng hưởng trường thọ mạnh khỏe bình yên, nỗi khổ oan quả cô độc ngày càng ít thấy. Như vậy do cái chết của mình ông La Tế Đồng lại khiến cho hết thảy mọi người đều được sống thọ khỏe mạnh, thì cái chết của ông Tế Đồng bèn có công đức, nhờ công đức ấy hồi hướng vãng sanh, ắt sẽ từ tạ Ta Bà cao đăng cực lạc, làm đệ tử của Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hại chúng. Mạnh tử nói dưỡng tâm không gì tốt bằng bớt ham muốn. Có người đã ít dục tuy không có nhiều vẫn giảm bớt dục, cũng có người đa dục do có nhiều bèn giảm bớt. Lúc mạnh khỏe còn nên tiết dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. 10 năm trước, con của một vị đại thương gia học Tây Y ở Nhật Bản đổ đầu ngồi xe điện, xe chưa dừng đã nhảy xuống ngã gãy cánh tay. Anh ta nhờ bác sĩ Tây Y chữa lành. Phàm bị thương ở xương phải kiêng nữ sắc trong vòng 100 mấy ngày. Cánh tay anh ta lành chưa lâu, do mừng thọ mẹ liền trở về nước, đêm ngủ cùng vợ, ngày hôm sau liền chết. Anh chàng này khá thông minh, sắp thành bác sĩ sau chuyện kiêng kỵ này lại ngờ nghệch chẳng biết, để đến nỗi khoảnh khắc khoái lạc cướp mất tánh mạng rất trọng, đáng buồn quá sức. Năm ngoái một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mối lợi 600-700 đồng khá đắc ý. Ngày hôm sau từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ vui lắm. Lúc đó nhằm vào tháng 5, trời thật nóng, vợ bật quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mật cho uống, chỉ biết giải nhiệt cho mát, nào biết hãy muốn ân ái thì không được dùng chất lạnh. Chưa đầy 3 tiếng sau, đau bụng chết tốt. Do vậy biết vì thế gian chẳng biết kiên kỵ, cứ làm vừa đi, đến nỗi chết mất chẳng biết mấy ngàn vạn ức. Nhưng từ xưa đến nay, người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế, phước lớn thì thọ cũng phải dài. Thử xét kỹ xem, 10 ông vua có 8-9 ông không thọ, chẳng phải là vì dục sự quá nhiều, lại do chẳng biết kiên kỵ đến nỗi tự rút ngắn tuổi thọ đó ư? Người đại thông minh trong thế gian đa phần thường không thọ là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nổi. Quan thường nói, người đời trong 10 phần có đến 4 phần do sắc dục mà chết. 4 phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết bất quá chỉ 1-2 phần trong 10 phần mà thôi. Thế giới mênh mang, nhân dân đông đảo, 10 phần có 8-9 phần chết vì sắc dục chẳng đáng buồn ư? Đấy chính là lý do quan lưu thông sách Thọ Khang Bảo Giám. Mong người đời yêu thương con cái cũng như vì đồng bào tạo hạnh phúc, ngừa hỏa hoạn, thảy đều phát tâm ấn tống, xoay vần lưu thông, khiến cho ai nấy biết những điều kiên kỵ, ngõ hầu chẳng đến nỗi lầm lạc đánh mất tánh mạng, cũng như chẳng bị tàn tật đến nỗi không thể thành tựu. Những kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu đa số là vì không có chánh kiến, bị lầm lạc bởi bè bạn phóng túng, dâm thư đến nỗi hãm thân trong biển dục không thể thoát được.
Nếu chịu đọc kỹ thì sẽ biết lợi hại sâu xa đối với những điều quan hệ đến sự vinh dự hay nhục nhã của tổ tông cha mẹ, cũng như sự sống chết thành bại của bản thân lẫn gia đình, cùng là con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay thịnh vượng, đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa. Nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê muội, sao không mắt nhìn đến tâm kinh hoàng, nỗ lực đao đáo gìn giữ ư? Sẽ thấy từ đó về sau, ai nấy vui với mối thiên lương vợ chồng, chẳng đến nỗi tham dục tổn thân, tề mi giai lão, vừa thọ vừa khỏe mạnh. Người ít dục thường đông con họ chắc chắn thể chất mạnh mẽ, tâm chỉ trinh lương, chẳng những không bị lỗi tự hại mà chắc chắn còn trở thành hạng lanh lợi, làm rạng rỡ cha mẹ. Đấy chính là điều quan thơm thảo mong mỏi dài lâu. Nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình, tùy duyên lưu truyền thì nhân dân may mắn lắm, mà vận nước cũng may mắn lắm. Tổ sư Ấn Quang khai thị, trích trong Ấn Quang Văn Sao Tinh Hoa Lục. Nghe Di Đà thệ nguyện dạy chúng sanh phương hướng, tâm làm tâm là thích hợp khắp chín giới. Pháp môn tịnh độ là đạo thành thủy thành chung của Như Lai, thỏa thích lớn lao bản hoài của Phật. Phật tổ xuất thế đều lập pháp thuận theo cơ nghi, kẻ độn căn đời mạt nên chọn lấy pháp vừa khế lý lại vừa khế cơ, để chuyên lòng dốc sức ngõ hầu nương theo Phật từ lực, vượt ngang ra khỏi tam giới. Ngay trong một đời này sẽ giải quyết xong xuôi đại sự sanh tử, chẳng thể dễ dàng giải quyết trong trăm ngàn vạn kiếp. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho nghi thức niệm tụng của đạo tràng chuyên tu tịnh độ Linh Nham Sơn Tự. Tâm đăng của Phật tổ thường luôn sáng ngời, lý tổ cùng thiền tịnh tràn ngập pháp giới, ai nấy đều sẵn có, cần chi phải tán dương. Do vì kẻ chưa hiểu rõ mà phải ghi chú tỉ mỉ bên dưới. Kinh Phạm Võng dạy, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, lại nói ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Trong Kinh Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát, trong thấy tứ chúng đều lễ bái thưa, tôi chẳng dám khinh quý Ngài, quý Ngài sẽ đều thành Phật. Trong hội Hoa Nghiêm, khi Đức Như Lai thành đẳng chánh giác than rằng, lạ thay hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí sẽ được hiện tiền. Do vậy biết chúng sanh về bản thể là Phật, nhưng vì mê muội nên chưa ngộ, hoặc ngộ nhưng chưa chứng, nên chẳng thể tránh khỏi vẫn là chúng sanh. Pháp khiến cho họ được ngộ không chi hơn tham thiền, tức tham cứu điều thường được gọi là thấy được bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, nhằm dạy con người hướng về lúc trước khi dấy lên ý niệm, để đích thân thấy được chủ nhân ông. Nếu có thể thấy triệt để thì gọi là ngộ, nhưng phiền não chưa đoạn thì vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi y như cũ. Nếu có thể đoạn hết sạch phiền hoặc thế gian thì mới vượt khỏi được ba cõi. Do vậy biết rằng chứng là chuyện lớn lao, chẳng dễ dàng gì. Vì thế chẳng thể không nương vào tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để mong cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Suy nghĩ chính chắn nghĩa này sẽ biết Như Lai đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, chẳng phải chỉ để tiếp dẫn riêng hạng hành nhân tầm thường, mà thật ra còn nhằm bảo vệ những người đã có ngộ chứng trong tông, trong giáo, nhưng chưa đạt đến mức phàm tình lẫn thánh kiến đều bất khả đắc. Phiền hoặc hết sạch, đương nhiên sẽ giải thoát.
người đã ngộ đã chứng nhưng chưa đạt đến mức cùng cực. Nếu không có pháp môn tịnh độ che chở, nhiếp trì, thì những hành nhân ấy lại phải thọ sanh. Kẻ bị dìm đắm thì nhiều, mà kẻ tấm tu thật ít. Cảm ơn đức của Phật khiến con người không ngăn nghẹn ngào, ứa lệ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ. Lời tựa lưu thông cho bản in gộp chung hai sách Phật Tổ Tâm Đăng và Thiền Tịnh Sông Úc. Phật Pháp có vô lượng pháp môn, nhưng đều phải tu đến khi nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dù có sở đắc vẫn cứ y như cũ, chẳng làm gì được sanh tử. Như trong hiện thời, sợ rằng khắp cõi đời cũng khó được một hai người đạt đến địa vị nghiệp tận tình không. Chỉ có một pháp niệm Phật, nếu đầy đủ tính chân nguyện thiết, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù toàn thân là nghiệp lực, vẫn đều có thể cậy vào Phật từ lực vạn sanh Tây Phương, ấy gọi là đới nghiệp vạn sanh. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Vì thế thiện tri thức đời mạt phần nhiều đề xướng tịnh độ, bởi lẽ tịnh độ thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thường có những kẻ thông minh, hơi hiểu giáo nghĩa, hoặc biết đôi chút lẽ thiền, bèn tự cho mình là bậc thông suốt, miệt thị niệm Phật, cho niệm Phật là chuyện dành cho bọn ngu phu, ngu phụ làm. Đấy đều là những kẻ chẳng biết tự xét, là hạng cuồng đồ, cứ tưởng hiểu nghĩa lý theo văn tự chính là thật chứng, chắc chắn là hạng nói không làm có, dùng thân bán pháp, tương lai ác đọa tam ác đạo. Được những ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương, thương xót nhưng chẳng thể cứu vớt. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng. Thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu: tam giới không đâu chẳng phải là quán trọ, chúng sanh trong lục đạo đều là kẻ nghèo cùng. Tuy hứng chịu khổ vui tạm thời sai khác, nhưng hết vui sẽ tới khổ, rốt cuộc chẳng phải là chỗ an thân lập mạng rốt ráo. Do vậy Đức Thích Ca Thế Tôn ta đặc biệt rủ lòng thương xót, thị hiện giáng sanh trong thế gian, thị hiện thành chánh giác, tùy theo căn cơ chúng sanh, nói đủ mọi pháp khiến cho khắp các chúng sanh đều theo đường về nhà, nhận lãnh của gia bảo, vĩnh viễn thượng an lạc. Nhưng các pháp ấy mọi pháp lợi lạc cho một loại căn cơ, lại chẳng dễ tu tập, dẫu tu cũng khó thể liệu thoát ngay trong đời này, bởi hoàn toàn cậy vào sức giới định huệ của chính mình để đoạn hoặc chứng chân thì mới thoát sanh tử. Chúng sanh đời mạt pháp khó lòng trong mong được, do lòng đại từ bi Đức Như Lai lại bày ra một pháp môn đặc biệt, đó là tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để những người đã đoạn hoặc sẽ nương vào Phật từ lực mau chứng Bồ Đề, kẻ chưa đoạn hoặc sẽ nương vào Phật từ lực liền thoát sanh tử. Thích hợp khắp ba căn, gồm thâu trọn vẹn lợi căn lẫn đoạn căn, thượng thánh hạ phàm cùng nương về, kẻ mới phát tâm lẫn người tu lâu đều cùng tiến. Pháp môn này không riêng gì phàm phu, đầy giấy phiền não nên chuyên tu, ngay cả bậc đẳng giác Bồ Tát sắp thành Phật cũng cần phải dùng 10 đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc thì mới có thể viên thành Phật quả. Pháp môn lớn lao như hư không, chứa đựng rộng khắp, pháp môn lợi ích như mùa xuân, khiến cho khắp mọi loài sanh trưởng, trọn cả kiếp tán dương cũng khó lòng cùng tận. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ. Lời tựa cho sách Kỷ Lộ Chỉ Huy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, Quyển 1. Bế quan chuyên tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh.
Khóa sáng vẫn chiếu theo lệ thường tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Tiểu Chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm thì chẳng ngại gì, hằng ngày cứ xem kinh mà tụng. Đến khi thật thuộc rồi, hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối thì kinh A-di-đà, Đại Sám Hối, Mông Sơn cũng phải thường niệm hằng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chưa niệm lạy bao nhiêu đó lạy. Trước hết lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lạy, rồi lạy A Di Đà Phật bao nhiêu đó lạy, rồi lễ Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hại Chúng mỗi vị ba lạy, rồi lễ Thường Trụ Thập Phương hết thảy chư Phật, hết thảy tôn pháp, hết thảy hiền thánh tăng ba lạy. Hoặc niệm Phật 1.000 tiếng, hoặc nhiều hơn hay ít hơn, niệm xong lại lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc để tụng khóa tối. Đầu hôm niệm Mông Sơn, sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy. Phát nguyện hồi hướng tam quy y xong, trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính. Chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tạp niệm, liền lập tức nhiếp tâm kiềm thành niệm, tạp niệm sẽ tiêu diệt ngay. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ắy, lâu ngày chày tháng ắt sẽ bị ma dựa. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dựa. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời Sư Minh Tâm. Tổ sư Ấn Quang khai thị trong Văn Sao Tinh Hoa Lục: chú Đại Bi, nếu khẩn thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học mật tông để cầu cách đọc thì cũng chẳng phải là không được. Nhưng người học mật tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đoạt mất chí hướng vãng sanh trong đời này để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này nói dễ dàng sao? Nếu cho là điều ấy, bản thân ông chắc chắn thật sự làm được. Sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành ma trước rồi. Những kẻ đem phàm lạm thánh bợp chợp lầm lạc, khoe khoang rộng tết, phần nhiều phạm phải căn bệnh này chẳng thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phổ. Kẻ tại gia niệm Mông Sơn có gì là không được? Đây là nghi thức để kết duyên với khắp các cô hồn. Nhỏ là Mông Sơn, trung là Diệm Khẩu, lớn là Thủy Lục, cùng là một chuyện cả. Thường kết duyên với cô hồn thì được sự tốt lành. Người ta chẳng dám niệm vì sợ sẽ vời quỷ đến. Chẳng biết quỷ và người sống lẫn lộn, không chỗ nào không có quỷ. Dẫu không vời quỷ, nhà ai không có quỷ? Quỷ đông hơn người 100.000 lần. Nếu con người sợ quỷ, hãy nên tích đức làm lành thì quỷ liền kính trọng bảo vệ. Nếu con người làm chuyện ám muội, quỷ sẽ tranh nhau quấy phá, cho nên khó thể tốt lành.
Nếu con người biết điều này, dẫu ở trong nhà tối cũng chẳng dám khởi lên ý niệm xấu xa, huống chi là chuyện xấu. Loại quỷ này chính là thiện quỷ. Người đến chúng bèn nhường, người đi chúng lại chiếm khắp chỗ đất ấy. Nếu quỷ dữ xuất hiện sẽ có chuyện chẳng tốt lành lớn. Phóng mong sơn nếu chí thành, dẫu là loài quỷ dữ dằn cũng kính cẩn vâng lời Phật sắp truyền, chẳng còn dữ dằn nữa. Do vậy phàm là các bệnh do oán nghiệp, thuốc chẳng thể chữa lành, hãy chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ liền được mau lành. Do oán quỷ được nhờ ơn niệm Phật được sanh vào thiện đạo. Có thể biết là trước mặt mỗi người thường có rất nhiều thiện quỷ hoặc ác quỷ. Người sợ quỷ thì nên giữ cái tâm tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, thì tất cả các quỷ đều trở thành kẻ hộ vệ. Loại quỷ ấy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt, đâu có sợ chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư gửi cư sĩ Trần Huệ Cung. Người tu tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới, nên không cảnh giới nào phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới rất nhiều. Nếu chẳng khéo dụng tâm có thể bị tổn hại, chẳng thể chẳng biết. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Đàm Bích Vân cứ mong gấp chứng, chẳng phải riêng mình ông ta mắc phải căn bệnh này. Hết thảy người học Phật đa số đều phạm phải căn bệnh này. Đã có bệnh ấy, chẳng những chiêu cảm ma sự mà còn chưa chứng, nói là đã chứng. Phải biết rằng tâm vốn là Phật, do phiền não chưa trừ phải oan uổng làm chúng sanh. Chỉ khi tiêu diệt được phiền não thì Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiện hiện. Giống như mài gương chỉ mong sạch chất dơ, chẳng mong phát quang. Như thầy thuốc chữa mắt, hễ màng mỏng mất đi, mắt sẽ tự sáng lại. Còn lúc chất dơ chưa sạch, màng mỏng chưa khử, dù có muốn phóng đại quang minh, hả có thể được chăng? Nếu phát quang, đấy chính là yêu ma biến hiện, chứ chẳng phải là quang minh chân chánh của gương hay mắt. Đối với những người sơ phát tâm, hãy nên đem ý này bảo cho họ biết. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, đó gọi là chánh nhân, thuộc về tánh đức, cũng gọi là bổn giác. Tuy có chánh nhân, nhưng nếu chẳng nghe Phật pháp sẽ như đồ bảo trong kho, như viên châu buộc trong chéo áo, do không biết nên phải oan uổng chịu bằng cùng. Đã được nghe Phật pháp, biết Phật là vị Phật đã thành, ta và hết thảy chúng sanh đều là những vị Phật chưa thành. Từ đấy tu giới định huệ, đoạn tham sân si, bỏ vọng về với chân, trái trần hiệp giác. Đấy gọi là duyên nhân thuộc về tu đức, cũng gọi là thị giác vậy. Công tu đức sâu thì thể của tánh đức hiện lộ, mới biết từ xưa đến nay đã nương theo sức của chánh nhân Phật tánh ấy để làm đủ mọi chuyện trái nghịch tánh, chịu đủ mọi nỗi khổ huyền vọng. Giống như trong nhà tối đụng phải của báo, đâm ra bị tổn thương, nay đã đích thân thấy được Phật tánh sẵn có, thì cái gốc cũ chẳng mất, mà Phật tánh mới giác ngộ, hiện thời cũng chẳng được. Toàn vọng chính là chân, toàn tu chính là tánh, đấy gọi là liễu nhân, chính là tánh và tu dung hợp, thị bổn hợp nhất vậy. Phàm hết thảy những pháp môn đại tiểu quyền thật do Đức Phật giả nói,
Không ông nào chẳng nhầm làm cho chúng sanh đích thân chứng được điều này. Mà thôi, Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, Duyên Khởi Nguyên Mộ Tu Bổ, Tháp Báo Ân Chùa Báo Ân Tô Châu. Niệm Phật chẳng phân thánh phàm, thánh chỉ tam thừa, tức Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, phàm chỉ lục đạo, tức thiên nhân, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nhưng do cõi trời sung sướng nên kẻ chẳng thể niệm rất nhiều. Vì tam đồ khổ sở nên kẻ chẳng thể niệm càng nhiều. Tu-la do sân hận nên cũng chẳng thể niệm. Chỉ có loài người dễ niệm nhất, nhưng kẻ phú quý liền bị phú quý mê hoặc. Kẻ thông minh bị thông minh gây lầm lẫn, kẻ ngu si bị ngu si làm mê muội. Chúng sanh đông nhung nhúc mà có mấy ai niệm Phật đã biết nghĩa này. Hãy nên dũng mãnh tu trì, đừng để đến nỗi muốn niệm mà chẳng thể niệm được, sẽ chẳng phụ rẫy cuộc sống và dịp gặp gỡ này. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập. Khi đứa con gái của ông Trương Chiết Tiên ở Vân Nam đi lấy chồng, nhà chàng rể biếu một cặp ngỗng để làm lễ điện nhạn. Ông ta bèn đem chúng phóng sanh ở chùa Văn Thê trong núi Hoa Đình. Đã được 3 năm rồi, cặp ngỗng của ông ta mỗi sáng tối khi đại chúng lên chánh điện tụng kinh, chúng đều đứng ngoài chánh điện vương cổ ngắm Phật. Tháng tư năm nay con trống chết trước, người ta cũng không để ý. Sau đấy con ngọng mái bỏ ăn mấy ngày, nó đến nhìn Phật. Thầy Duy Na khai thị dạy nó cầu vãng sanh, đừng luyến tiếc cõi đời. Thầy ấy bèn niệm Phật mấy chục tiếng, ngọng bèn đi nhiễu 3 vòng, vỗ 2 cánh một cái rồi chết ngay. Do vậy ông Chiết Tiên bèn viết bài ký về sự vãng sanh của cặp ngọng trắng. Ôi lạ lùng thay, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật, ngỗng còn như thế, há lẽ người chẳng bằng chim ư? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Cổ nhân nói sanh tử cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư? Trộm nghĩ buồn xuông thì rốt cuộc có ích chi đâu. Càng biết rằng sanh tử là đại sự, tính nguyện niệm Phật là đại pháp, đã biết chết đáng buồn, hãy nên tu đại pháp này trước khi chưa chết, thì chẳng những chết không đáng buồn mà còn là may mắn lớn nữa. Vì sao vậy? Do tịnh nghiệp chín mùi, nương theo Phật từ lực, lập tức vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, tu tập dần dần mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 4, lời bạc cho sách Sức Chung Tăng Lương. Tổ sư Ấn Quang khai thị trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục cuốn 1, vào năm Đại Lịch thứ 2 767, Liên Tông Tứ Tổ là Pháp Chiếu Đại Sư trụ tại chùa Văn Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi triều bái. Năm Đại Lịch thứ 5 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, bèn lần theo ánh sáng đi tìm. Đến Đại Thánh Trúc Lâm Tự, sư vào chùa, đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía Tây, Đức Phổ Hiền ở phía Đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh thưa hỏi: phàm phu đời mạt, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi,
cấu chướng thật sâu. Phật tánh không do đâu hiện hiện được, Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất. Kính mong Đại Thánh đoạn trừ lưới nghi cho con. Đức Văn Thù bảo, nay ông niệm Phật là hợp thời nhất. Các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu. Hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp. Ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi, nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói, phía tây thế giới này có A-di-đà Phật, Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Ông hãy nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Sau khi mạng chung, chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thối chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng so đầu sư thọ ký. Do ông niệm Phật, chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật, thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói già đà kệ. Sư nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưới nghi đều trừ. Đây là đại sư pháp chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Ngũ đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy đức Phật, tự nói, ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy hết thảy các pháp Bát Nhã Ba La Mật, thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật, quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật. Huống chi chúng sanh đời mạt pháp, nghiệp nặng, phước nhẹ, chứng sâu, huệ cạn, miệt thị niệm Phật chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát, vào thẳng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nói gót hít bụi của ngũ tổ giới, thảo đường thanh vẫn còn chưa được nữa ư. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi Hòa Thượng Quảng Huệ. Thế giới cực lạc không có nữ nhân, nữ nhân xuất sanh, hễ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Trong mười phương thế giới, chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất, mà công đức lại lớn nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị. Như đã nói, pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ thượng trung hạ, cao trỗi hơn luật giáo thiền tông, thực là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng quy cõi tịnh, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cựu giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Thế nên vạn thánh tiền hiền, thánh hiền đời trước ai nấy đều hướng về, ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy, từ sao hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng. Các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới, không vị nào chẳng cầu sanh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết thảy các trước thuật của Tây Thiên, Đông Độ đều quy kết liên bang,
Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Nam Mô A Di Đà Phật.